nhìn xem ai đây. Đây là Rusta. Con này mà là cò hả? Một chú chim bé nhỏ. Chúng ta phải di trú trước khi mùa đông đến. Với ước mơ lớn lao, chúng ta sẽ bay tới châu Phi. Nhưng chỉ có điều là, con là chim sẻ, con không thể di trú. Cha tính lừa con hả? Cha ơi, khoan, mọi người bỏ rơi con rồi. Cô là Oga, còn đây là bạn tri kỷ của cô Olet. Phải, mình đang ở châu Phi sao? Mình sẽ cho họ thấy mình làm được. Thôi, có một chú xe sẻ muốn vượt đại dương tới châu Phi. Châu Phi hả? Trời ơi, chuyện đó nguy hiểm lắm mà nghe. Nhưng mà tôi thích, thích là nhất. Mùa xuân này, Kiki quan lạc. Sao vậy chú? Chú sợ độ cao. Quan trọng không phải bạn là ai. Nè, dựa vào cô đi. Mà là bạn làm được gì. Con thật lòng thương đàn cò ấy, phải không? Dạ. Thế thì chúng ta sẽ cho họ thấy con người thật của cháu. Đó, đó, đó. Quạt tulip, cái đèn hay ống. Chú nhất định sẽ kể chuyện này trong hồi ký của mình. Richard the Stork.